Đây có anh Tường, ảnh có là trao gửi cho cô với là như là cứ nhận dùm cho là ông ngoại. Ông ngoại này cho nó cho mềm đi không được phải không? Giờ bệnh rồi. Với là gì? À, mỗi một phụ quả là 50 kg gạo với cộng thêm được là 500 ngàn. Là con xin gửi con. Rồi con nhận dùm cho là ông ngoại. Rồi. Đây con gửi cho gì luôn. Dạ rồi cũng thay mặt anh Tường, thay mặt cho bà con cảm ơn anh Tường rất nhiều nha. Cô bác thì hai vị ở đây có lời nhắn gửi gì với anh Tường không? Nhắn gửi à, bà Tường là cũng cảm ơn, cảm ơn nhiều. Dạ, từ thiện thì ở Phát Đạt. Dạ, rồi. Coi hôm nay có mà anh Hùng Quân là anh Tường á, có trao cho cô là một phần quà là 50 kg gạo với là tiền mặt là 500 ngàn. À, con xin thay cho cô tiền mặt 50 kg gạo này là xuống cô đậu với xong hả gì con? Dạ để con là chuyển xuống nhà cho con. À, con có gì có lời nói gì với anh Tường không? Cũng mong anh mà cảm ơn. Hôm nay là anh Tường nước ngoài hết con. Dạ. Anh Tường con. Tôi xin có lời trao cho cô với cháu này một phần quà. Cảm ơn. Dạ là 50 kg gạo. Mỗi hộ là 50 kg gạo với là cộng thêm tiền mặt mỗi hộ 50 kg gạo. Dạ cảm ơn. Con xin gửi cô. Dạ cũng thay mặt cho là gia đình cô với là cháu. Cảm ơn là anh Tường rất là nhiều. Dạ, cái gì là nói với anh Tường không? Hôm nay có anh Tường là Mạnh Thường Quân á, là có trao tặng cho rồi chỉ là phần quà 50 kg gạo với là tiền mặt là 500 ngàn. Đây là trao cho chị tiền mặt, đây là phần quà 50 kg gạo. Có gì là nói gì nói với anh Tường không? Anh Tường Quân, anh Tường cảm ơn anh Tường Quân. Dạ dạ cũng thay mặt cho chị là cảm ơn anh Tường rất là nhiều. Dạ, cô với chị hôm nay thì có anh Tường Mạnh Thường Quân á, thì có trao cho chị với là cô là một phần quà là mỗi một người là 50 kg gạo với tiền mặt là 500 ngàn. Đây cô xin gửi. Cảm ơn anh Tường nhiều. Rồi đây xin gửi chị nó. Rồi cũng thay mặt cho chị với cô cảm ơn anh Tường rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn anh Tường nhiều. Chào là các bạn và mấy anh có anh luôn, nhưng mà với sự mà các bạn đừng nên thắc mắc mà vấn đề gì cho phần quà cũng chi trao thêm nữa, bởi vì do Mạnh Thường Quân là anh Tường là muốn lại sự yêu cầu của anh Tường là phải cho là chi trang, nên tụi em là mới thực hành theo cái điều cái ý kiến của anh thôi, chứ các bạn đừng có trách móc gì là tụi em với mấy anh đâu. Rồi cảm ơn sự bình luận của là các anh và các bạn.